Ước gì ngày nào mình cũng được ăn uống no say như thế này nhỉ? Cậu đang làm gì ở đó vậy? Cậu biết không? Tớ ở làng bên, nhưng đang gặp hạn hán, nên là tớ mới nhảy xuống đây để lấy nước uống. Cậu thật là ngốc. Nếu có hạn hán thật thì những con chim đã thông báo với muông thú trong rừng rồi. Trời ơi, mình đã bị con cá nó lừa rồi.